Xin chào con bà câu chuyện. Xin chào con bà câu chuyện. Xin chào cha. Chào. Hello cô chú chị và các bạn, sáng nay cả nhà mình đã dọn hành lý rồi mọi người. Thì không vô dọn hành lý đi Phú Quốc ha, dặn cha đi Phú Quốc 4 ngày. Cho cha nghỉ dưỡng nè. Nói cho cha có đi Phú Quốc chưa cha? Chưa. Chưa ha. Bây giờ đi lên máy bay nè, đây là lần thứ hai cho đi máy bay đúng không? Đi chơi. Rồi đi thôi. Xin hôm á cô chú anh chị, toàn là nhà cao tầng không à. Cả nhà đang đợi taxi nè mọi người, để đi ra sân bay. Hello chị Chi. Chị không có đụng vô đó nha con. Chị đừng bóp con, ở đây có xôi nè mọi người. Xôi này dẻo mềm ngon nè. Em chị có thêm bánh canh nữa nè cô chú anh chị. Đậu hũ. Xin chào con bà con chú. Đó hạ cánh đó nè cô chú anh chị, bây giờ sẽ đợi xe đưa đón đó cô chú anh chị. Ở đó, mình đặt khách sạn đó, Vinpearl nè. Là người ta có xe đưa đón cho mình luôn đó mọi người. Hai cha con tình cảm nghe chưa? Every day you can go in the pool as many times as you want, okay? And they've got a water park there if you want to go to the water park. You know, like you went with Corey and Tina at the zoo. Would you want to go to another one of those? Yeah, okay then. We're going to find out. But Daddy, I saw one of them. Đã tới rồi nè cô chú anh chị ơi, đã tới khách sạn rồi. Bây giờ đang đợi check-in hết mọi người. Kim đang ở Winter Wonder World hả cô chú anh chị, ngọng luôn, nói không được luôn. Thì bây giờ đang chờ check-in mọi người. Cool bar, babe. Yeah. Đẹp quá chừng luôn á cô chú anh chị. Lần đầu tiên mà Kim ra Phú Quốc. Hôm nay lần thứ hai Kim ra Phú Quốc nhưng mà lần đầu tiên Kim ở trong Winter luôn. Ở đây rất là đẹp luôn cô chú anh chị, rất là hiện đại luôn, giống như nước ngoài vậy đó mọi người. Thank you, cảm ơn em. Có một ly nước chào mừng đến khách sạn ha cô chú anh chị. Giống như là trà chanh xả vậy đó. Dạ không, cho bé đứng ngay lại để thôi, nó bị ấy vậy. Đi ăn nó không có cái nhận diện được. À đúng rồi. Đây, nè chấp, con chụp đi rồi chở con đi nghe ấy nha. Rồi con. Rồi mẹ cha bắt. Chơi nghe, con sẽ hướng nha. Rồi nè, nhìn con này, con good girl, ba la bây giờ đó. Hai, ba, bốn, bốn. Ba, bốn, bốn. Cái này là Win Wonder này. Dạ. Bên đó thì có thêm cung này, có thêm nước luôn. Dạ. Mà đi Win Wonder thì có thể là có thêm một quả xe từ villa của mình đi thẳng ra ngoài thêm cung luôn. Dạ. Đi thẳng vào Win Wonder luôn. Một viên khu Safari là Enver thì mình sẽ tập trung mình sẽ chơi đó. Dạ. Nhưng mà mình đi xe nữa. 8:30 là sẽ có những xe đầu tiên. Đang đi xuống phòng rồi hả cô chú anh chị.
trong đây quá trời lớn luôn, rộng quá chừng luôn nè mọi người. 306 căn ha anh. 306 căn villa thì chú chị, rộng quá chừng nào. Đây là phải di chuyển bằng xe chứ đi bộ gì nổi. Ba ba bốn một đấy hả? Đây mình ở căn 3341 đây này cô chú anh chị. Đã tới nơi rồi cô chú anh chị ơi. Đây cái nhà giống như là một cái căn biệt thự ha mọi người, rất là đẹp luôn và nội thất rất là hiện đại. Phía vừa mới bước vào là có cái chỗ này là rửa mặt rửa tay ha cô chú anh chị. Và đây là cái toilet. Đây, đây là cái khuôn mặt của Kim từ hồi sáng tới bây giờ. Đây ha. Là người đã quay video. Tại vì do mình quay á cho nên là ít khi nào mình quay được mình đó. Dạ đúng rồi cha. Mình quay người khác thôi, ít khi nào quay được mình. Ở đây là giống như cái phòng kho nè mọi người, giống cái tủ điện nè. Những cái anh tiếp tân á thì anh nói là cái phòng của Kim là cái tivi có vấn đề. Ở đây là tủ dài ha cô chú anh chị. Cái bức tranh này cũng đẹp nữa nè. Xong, đi qua đây. Quẹo qua bên đây là rất là xinh luôn cô chú anh chị. Đây là cái phòng ngủ của Chi nè. Cái phòng ngủ cho trẻ con có hai cái giường có chút xíu mà dễ thương quá chừng luôn nè. Có cối ôm giống như khúc gỗ vậy đó. Có nguyên cái bức tranh này giống như là cái khu rừng luôn ha mọi người. Đẹp ơi là đẹp luôn. Và ở trong đây có con voi, cái ghế ngồi con voi nữa nè. Đèn cũng rất là xinh luôn. Và ở trong cái toilet này là cái bồn tắm đứng cho bé. Đây nhìn cái trong toilet nè. Dễ thương nghe chưa, có cái cây này là cái gì, cái chuối ha, con chuối với con khỉ nó ngồi cái chuối. Những cái ly này là đều là có con hình con khỉ hết nè. Cái nước, cái chai rửa tay cũng có con khỉ luôn. Trong đây cũng có một cái toilet rất là lớn luôn, rất là đẹp luôn. Đẹp quá ha cha ha. Đẹp, ở đây là view ra bên ngoài đường. Đây là cái tủ quần áo ha cô chú anh chị. Và có thêm một cái phòng nữa là nói cũng gần với cái phòng của trẻ em luôn, là cái phòng trong đây có cái toilet nè, cái bồn tắm đứng, có một cái bồn tắm đứng bên đây nữa. Toilet này người lớn thì không có hình những con khỉ ha. Máy sấy tóc rất là sáng sủa luôn. Cái tivi này thì không có vấn đề gì nè, tivi của phòng em bé thì đang bị hư. Tủ đựng đồ nè, bàn trang điểm nè, bàn trang điểm làm việc gì đó. Phòng ngủ, cái giường này niệm rất là êm luôn trai, ngủ đã luôn. Ở trên trần cũng có quạt, những cái quạt là nhìn nó cổ cổ, nhìn nó đẹp quá, sang nữa. Hay Kim thích những cái nhà mình mà có cái tủ mà cái tay cầm giống như này mọi người, nhìn nó cổ ha, đẹp. Đây có một cái tủ nữa nè, không biết đựng cái gì trong đây. Đó mình muốn đựng gì mình đựng giày dép gì đó mình đựng ha mọi người. Đây. Nhìn lên đây. Đây hả cô chú anh chị, nhìn từ phía dưới đây là căn phòng bếp nè. Bếp ở đây là nhìn thẳng lên tới trên kia bàn quầy bar, xong rồi bàn ăn và phòng khách luôn cô chú anh chị. Nhìn thông thoáng ra cái view bên ngoài luôn. Cái hệ thống đèn cũng rất là sáng sủa và đẹp luôn. Đây phòng bếp thì Kim cho cô chú anh chị xem mình cái phòng bếp như thế nào ha. Cái phòng bếp có tủ lạnh nè. Mở vào đây mình đâu có đem đồ ăn theo gì đâu. Đó. À, trong tủ lạnh người ta có đậu, có nước uống cho mình miễn phí, người ta để miễn phí nè. Có hai lon nước ngọt và một cái gói đậu là miễn phí ha. Ở trên đây hai cái bịch bánh là Tony đem theo, bịch snack. Ở đây có bếp điện ha mọi người. Và phía bên đây có nước suối miễn phí nè cô chú anh chị. Cái này là cũng quầy trà cà phê nè. Nó rất là đầy đủ luôn. Quầy rửa chén. Ở trong đây chắc người ta cũng để đồ cho mình. Không có cái gì. Bây giờ mở từng hộp tủ. Mở từng hộp tủ. Đây có ly.
Lê uống nước thôi. Ờ, tất uống trà. Không có cái gì hết đó cô chú anh chị. Tôi không biết là có nồi ơn gì không. Không có chén đũa gì hết trơn đó mọi người. Không có chén đũa gì hết trơn, tủ không mà. Chỉ có mấy cái ly với lại. Ở đây là quầy ba ha cô chú anh chị. Quầy ba, cái bàn ăn rất là lớn luôn. Tại vì cái căn này tới 3 phòng ngủ luôn cô chú anh chị, là cho một cái gia đình cũng đông người ha. Chứ hai cái giường ngủ cho trẻ nữa. Đây có một cái tủ nữa nè. Là Kim Nghĩa những cái tủ này chắc tủ không, không có cái gì trong đây hết, nó tủ không đó cô chú anh chị. Nội thất cũng rất là đẹp luôn. Rồi lên phía bên đây là cái phòng khách. Phòng khách nhìn ra ngoài đó là nhìn ra hồ sen ha mọi người, chứ không có nhìn ra biển ha. Tại vì nhìn ra biển mình không có đặt được, mà đặt được nó cũng mắc hơn đó cô chú anh chị. Phòng khách, những cái sofa cũng rất là đẹp luôn, cái dàn đèn cũng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Một cái đèn đang một cái bóng nó bị hư rồi. Vô đây là một cái phòng ngủ king bedroom ha mọi người, phòng ngủ lớn. Ba chị chưa gì đó banh cái này ra nè. Nè, cái phòng, cái giường rất là to luôn. Phía bên này là tivi, đây cái tivi này bị hư nè. Những cái tủ này Kim thấy giống như những cái tủ cổ mà ở bên Anh bây giờ người ta những cái nhà xưa là người ta có đó. Cái bàn trang điểm trong cái ghế kiểu này là xinh quá à. Bên kia nhiều đèn ghê á, nhiều đèn quá chừng luôn. Đó chỗ đó ngồi ngắm ra ngoài, một hồi Kim sẽ ra ngoài cho cô chú anh chị xem bên ngoài rất rất là đẹp luôn mọi người. Tủ quần áo ha. Đây nhìn cái toilet nè. Cái toilet rất là lớn luôn, rất là sang xịn luôn. Điện thoại. Máy sấy, rửa tay hai cái bồn rửa tay luôn. Sáng hai vợ chồng đánh răng rửa mặt một lượt, không cần phải dành hết cô chú anh chị. Toilet có một cái bồn tắm đứng. Phòng tắm đứng và một cái bồn tắm nằm nữa nè. Rất đẹp luôn. Cái này giống như một căn biệt thự mà ở quê mình có căn biệt thự này là ở rất là thích luôn mọi người. Đây, nhìn ra ngoài đây là cái hồ bơi. Hồ bơi của nhà mình ha cô chú anh chị ơi. Có cái ghế ngồi đây nữa nè. Ở bên kia, đây là giống như là cái hồ bơi riêng đó. Căn nào cũng có hồ bơi ha cô chú anh chị. Có hai cái ghế nằm nè, em Chi nè. Em Chi mới vừa tới là đã cởi đồ ra liền, là thay đồ bơi liền, rất là nôn rồi cô chú ơi. On the lock honey. Đó, hai cha con đã thay đồ rồi, không có đợi nội kịp luôn. Không kịp đợi chờ gì hết, vừa tới là thay đồ luôn. Mẹ còn chưa quay cái video hết cái phòng là đó thay đồ đó. Đây, nhìn vô trong sáng sủa quá chừng nè cô chú anh chị. Đi ra ngoài hồ bơi. Cái hồ bơi thì cũng tương đối thôi chứ không lớn, cô chú anh chị bên đây này cũng có hai cái ghế ngồi nữa nè. Đó. Người ta làm cái bờ tường cao này nè để có không gian riêng tư cho từng căn đó cô chú anh chị. Bên đây mình không có nhìn thấy bên kia mà những cái ghế này ở đó. Như lúc nãy em thấy trong nhà kho có những cái tấm nệm này để trải lên đây nè chắc. Đây là phía bên ngoài ha mọi người. Đó. Thì cái cây này cây gì ta, cây cọ phải không cô chú anh chị, hay cây cọ ha, cây gì mà nhìn đẹp quá chừng nè. Có cây dừa nó, hai cây dừa trước cửa trái quá chừng luôn. Cái hồ sen trời ơi đẹp quá, không kịp chờ đợi gì luôn, đẹp quá rồi. Vô đây là nhảy xuống đây luôn. Xin chào công bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Cái hồ sen nè, trời ơi hồ sen dài lên kia luôn cô chú anh chị, quá trời dài mà bây giờ ướt rồi không đi ở được. Đây nè, sen quá chừng, bước trên kia luôn, từ trên kia dài xuống bên đây. Mà ở chính giữa cái hồ có một cái đường đi giống như là ta bơi xuồng bơi ghe gì đi dài theo cái đường đó, nó có lối đi đó cô chú anh chị. Kìa bên kia cũng có rất là nhiều căn, hồi nãy cái anh kia nói là có tới 306 căn villa lận hả mọi người. Ở bên đó là những cái villa lớn hơn đó cô chú anh chị, Kim thấy có lầu kìa. Ở bên đây thì cái căn của Kim này không có lầu, được 3 phòng ngủ. Rồi, ba Kim muốn ra đây. Để Kim mở cửa cho ba ra. Cha hai đầu bơi bơi luôn ha.
Dạ. Cái nước này nóng mà đang nóng ấm lắm. Hello chị. Hello chị Chi, trời tóc chị lên màu đẹp quá. Chị ơi, chào mẹ ơi. Chào mẹ. Chào ai nữa? Chào ai nữa? Ông ngoại. Ông ngoại rồi, trời ơi, xin chào ông. Xin chào ông ngoại. Ông gì? Ông bà. Ông bà ngoại. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Nói lại coi. Xin chào ông bà cô mẹ cô chú. Cô chú anh chị ơi, bây giờ cả gia đình Kim đang ngồi đây đợi biểu diễn tinh hoa Việt Nam nè mọi người. Những điểm tuyệt vời của chúng ta. Thank you very much for taking the time to come to the concert of Vietnam. And soon we are inviting all of you to take a photo with the beautiful actors and actresses. Đã biểu diễn rồi. Ở dưới cái dòng sông này nè. Cái dòng bờ. Thank you so much. Hello chị Chi. Chị Chi. Hello. Chào mừng quý khách đến với Grand World Phú Quốc. Sắc màu Venice là show diễn tái hiện không khí lễ hội sôi động, hoành tráng. Lúc nãy xem cái show tinh hoa Việt Nam xong rồi cô chú anh chị, bây giờ ra cái bàn gần cái hồ này nè để xem biểu diễn nước đèn gì đó cô chú anh chị. Ở ngoài đây là xem miễn phí đó mọi người, sẵn là mình có cái bàn, mình vô cái quán này mình ngồi gần cái bờ hồ luôn, vừa ăn vừa uống, cho chi có chỗ ngồi nè cô chú, chứ bây giờ dọc theo cái bờ sông người ta đã đứng kín hết trơn rồi, mình không có chỗ đứng luôn cô chú anh chị.